À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Hello everyone, welcome back. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học của Vietjack. Và ở video lần này, cô sẽ cùng chúng ta tiếp tục với phần giao tiếp xã hội và văn hóa Communication and Culture của tại anh lớp 10, bài số 7 với chủ đề là đa dạng văn hóa Cultural Diversities. Và phần giao tiếp xã hội ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với yêu cầu của bài số 1 nhé. Ở đây là một bức tranh trao và nhận quà, đúng không? Chúng ta sẽ có yêu cầu của bài số 1 như sau. Read some information about gift giving in the UK and read about each occasion and talk to a partner if you have a similar or different custom in Vietnam. Là ở đây chúng ta sẽ là đọc một vài thông tin về cái việc là trao tặng quà đúng không ở Anh và đọc ở mỗi dịp ở đây thì sẽ có các đoạn đúng không và đây sẽ là từ là mỗi dịp và hãy nói với bạn của mình xem là chúng ta có nếu chúng ta có phong tục giống hay là khác ở Việt Nam hay không. Và ở đây chúng ta sẽ cùng xem nhé. Ở đây, ở dưới này sẽ là có 5 đoạn đúng không? Tương ứng với nó là 5 cái dịp người Anh sẽ tặng quà này. Và ở bên tay phải của chúng ta, ở góc trên thì nó sẽ có một cái đó là examples, là cái ví dụ. Chúng ta sẽ triển khai cái bài nói như thế này. Vậy ví dụ nhé, student A, I don't get presents on Christmas Day, but I get lucky money on New Year's Day. Là đây là tôi không được nhận quà vào ngày Giáng sinh, đúng không? Nhưng mà tôi được nhận lì xì vào ngày Tết. Còn bạn B nói rằng, oh really? I get presents on both Christmas Day and New Year's Day. Ồ thế á, con tớ thì được tặng quà, tớ đi được nhận quà cả vào ngày Giáng sinh và ngày năm mới nữa. Thì A và bà là, ui, cậu may mắn, cậu thật là may mắn, đúng không? Lucky you. Còn ví dụ số 2 này. Do you give presents to your mothers on Mother's Day? Thì cậu có tặng quà cho mẹ vào ngày của mẹ không? Thì B mới nói rằng, no, I don't, but I give her flowers on Woman's Day. Nhưng mà tớ không, đúng không? Nhưng mà tớ lại tặng. Tớ tặng mẹ hoa vào ngày phụ nữ. Thì bạn A nói rằng là I do too. Thì đây sẽ là hai cuộc hội thoại. Chúng ta chỉ cần triển khai một cuộc hội thoại ngắn như thế thôi. Và chúng ta nhắc đến từng cái dịp là được. Vậy ở đây chúng ta sẽ cùng xem là nó sẽ có những cái dịp nào nhá. Đoạn đầu tiên này. People in the UK often receive presents on Christmas Day and on their birthday. Là mọi người ở Anh thì được thế nào đây? Thì thường được nhận quà vào Giáng sinh và ngày sinh nhật của họ. Tiếp theo, on Christmas Eve, 24th December, parents often put presents for their children in Christmas stockings and leave them in the children's bedroom when they are asleep. Children believe that the presents are from Santa Claus, who come in through the chimneys. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái danh từ mới, đúng không? Câu chỉ là, đây, chimney, đúng rồi, chimney. Câu này có nghĩa rằng là vào ngày trước Giáng sinh, nghĩa là vào cái đêm giao thừa Giáng sinh ấy, cái đêm ngày 24 tháng 12, thì bố mẹ, cha mẹ, phụ huynh thì thường đặt quà cho con cái họ vào tất này, hoặc là cái vớ Giáng sinh của trẻ con, đấy, đúng không? Và để cái đó ở trên chỗ, ở trong giường, ở trong cái phòng ngủ của con khi mà con ngủ. Và bọn trẻ con thì tin rằng là những cái quà đấy thì là từ Santa Claus, đúng không, từ ông già Noel mà đến tặng chúng bằng cái việc là đi qua, đúng không, thông qua ống khói, chimney, ống khói. Tiếp theo, on their 18th birthday, when people become adult legally, they may also receive a silver key as a present to symbolize their entry into the adult world. Là vào ngày sinh nhật lần thứ 18 thì nghĩa là vào cái ngày đấy thì sẽ chính là cái mốc mà mọi người trở thành người lớn hợp pháp thì mọi người sẽ được nhận một cái chìa khóa bạc như là cái một món quà để biểu tượng rằng biểu tượng cho cái việc là hành trình họ bước vào thế giới người lớn. Bước vào thế giới của người trưởng thành. Tiếp theo, chocolate eggs are often given to children as present at Easter, which is celebrated on the Sunday between 22nd of March and 25th of April. Và trứng sô-cô-la thì thường được tặng cho trẻ con vào ngày lễ phục sinh. Và lễ phục sinh thì thường được tổ chức vào ngày Chủ nhật giữa ngày 22 tháng 3 và ngày 25 tháng 4. Nghĩa là các ngày Chủ nhật ở giữa những cái ngày này thì sẽ được tổ chức ngày Easter, ngày lễ phục sinh. Lễ phục sinh thì ở Việt Nam không có, đúng không?
Rồi tiếp theo này, the most popular presents for mothers on Mother's Day are chocolates or and flowers. Là cái món quà phổ biến nhất dành cho mẹ vào ngày của mẹ thì là sô cô la và hoa. Mother's Day is on a Sunday and usually falls in the second half of March or the beginning of April. Và ngày lễ của mẹ thì thường thì sẽ là vào một ngày chủ nhật nào đó. Và ngày chủ nhật đấy thì nó sẽ thường rơi vào ngày vào nửa cuối tháng 3 hoặc là đầu tháng 4. Vậy thì ở đây trong cái đoạn văn này thì nó sẽ có 4 ngày này. Thứ nhất là Christmas, cũng không phải là 4 ngày. Thứ nhất là Christmas đúng không? Giáng sinh. Thứ hai là birthday này. Và birthday thì nó được nhắc đến ở hai đoạn văn. Tiếp theo thì sẽ là ngày Easter, ngày lễ phục sinh, và cuối cùng sẽ là Mother's Day, still mong. Còn New Year thì không nhắc tới. Vậy ở đây xem cái ví dụ thì chúng ta thấy rằng là ví dụ đã cho chúng ta đã nhắc tới cái Christmas rồi, nhắc tới ngày lễ Giáng sinh rồi, nhắc tới ngày năm mới rồi, cũng như là nhắc tới ngày của mẹ rồi. Vậy thì nếu mà chúng ta muốn nói về birthday đi, đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta có là đúng là Việt Nam cũng có celebrate 18 birthday, đúng không? Cũng có chào mừng, cũng có kiểu rằng là chúc mừng ngày sinh nhật lần thứ 18, nhưng mà không có cái quà, đúng không? Không có cái quà như là cái chìa khóa vàng, chìa khóa bạc, đúng không? Đó, và bên cạnh đấy thì Việt Nam cũng không có cái Easter, không có cái ngày lễ phục sinh. Rồi ok, vậy thì chúng ta có thể nói như sau, chúng ta có thể triển khai như sau này. Okay, with me for a minute. Và chúng ta vẫn sẽ là đóng vai một cuộc hội thoại, đúng không? Giữa hai bạn là bạn A và bạn B. Nếu chúng ta là A thì chúng ta có thể nói của A, còn nếu chúng ta là B thì chúng ta sẽ dùng lời thoại của bạn B. Vậy ở đây chúng ta có thể nói như sau. Ví dụ như là A thì chúng ta có nói rằng là Việt Nam also celebrate the 18th birthday, cũng là chúc mừng cái ngày sinh nhật lần thứ 18, đúng không? Birthday. But people don't receive, nhưng mà mọi người thì không nhận cái, không được nhận cái don't receive, không nhận cái chìa khóa bạc, đúng không nhỉ? Don't receive a silver key. Silver key. Và B, silver key, and there is not a fixed present, cũng không có một cái món quà của dạng là cố định nào cả, đúng không? Đó, thì B mới nói rằng là I agree, tôi đồng ý, đúng không? Rõ ràng rồi. Và bên cạnh đấy thì B cũng có thể nói luôn là Việt Nam don't have Easter too, cũng không có cái ngày lễ phục sinh nữa, đúng không nhỉ? Việt Nam không có ngày lễ phục sinh. Easter too. Đó, cũng không có ngày lễ phục sinh. Rồi, vậy còn về cái Christmas này, cũng như là về cái Mother's Day thì cũng có nói rồi, đúng không? Còn ví dụ như là ở phần ví dụ số 2 có nói tới là Mother's Day, đúng không? Thì thực ra thì cũng không để ý rằng là có ngày lễ của mẹ vào ở Việt Nam không. Nhưng mà thường thì Việt Nam không có, đúng không? Hình như cũng có nhưng mà cũng không được phổ biến lắm. Mà phổ biến nhất thì sẽ là ngày Phụ nữ Việt Nam và ngày Quốc tế Phụ nữ, đúng không nhỉ? Đó, cũng như là ngày sinh nhật. Vậy thì chúng ta có thể nói rằng là và bạn A cũng thao hỏi luôn là do Vietnamese people, người Việt Nam thì có celebrate Mother's Day không? Người Việt Nam thì có kiểu dạng như là chào đón này, chúc mừng cái ngày của mẹ hay không, đúng không? Do Vietnamese people celebrate Mother's Day? Theo cô nghĩ rằng là không, đúng không? Mother's Day. Thì B có thể nói rằng là I don't think so. Tôi không nghĩ là như thế, nghĩa là tôi không nghĩ rằng là người Việt Nam sẽ celebrate cái ngày của mẹ, đúng không? I don't think so. We celebrate, mà chúng ta thì chào mừng, chúc mừng cái ngày Women's Day. Thứ nhất là Women's Day, đúng không? Là ngày phụ nữ này. Ngày phụ nữ. Và ngày phụ nữ này thì sẽ là kiểu ngày phụ nữ International Women's Day, đúng không? Ngày 20 tháng 10 ấy, International Women's Day. And Vietnamese Women's Day.
và ngày quốc tế phụ ngày ngày phụ nữ Việt Nam đúng không? Vietnamese Women Days. And we also celebrate Mother's Birthday, đúng không? Ngày sinh nhật của mẹ. Thì đấy, thì có lẽ đấy sẽ là những cái ngày lễ dành cho mẹ, đúng không? Đó, và on that day, vào những cái, on this day, đúng không? On that day đi. On those day, those day thì nó sẽ hợp lý hơn bởi vì có nhiều mà. On those day, we often give them clothes, quần áo này, tặng quần áo này, a flower, or something that they need, những cái gì mà mẹ cần đúng không? We also buy cake, cũng mua bánh nữa. Thì đấy, đây sẽ là một cái hướng để chúng ta giải quyết cái bài bài số 1 này nhá. Bởi vì là đây sẽ là cái văn hóa tặng quà, đúng không? Thì rõ ràng rồi, bởi vì là có thể là Việt Nam và Mỹ, sorry Việt Nam và Anh thì nó sẽ còn cái ngày lễ khác nhau, nên là cái tặng quà cũng khác nhau, đúng không? Rồi, trùng mỗi cái ngày Giáng sinh thôi, nhưng mà Giáng sinh thì cũng không phải là cái một ngày lễ lớn tại Việt Nam, bởi vì là Việt Nam thì đa phần là theo Phật, đúng không? Đó. Nhưng mà cũng có rất là nhiều nhà thờ nữa, và những người mà theo đạo Công Chúa, theo Chúa ấy, đó, thì cũng tổ chức cái ngày lễ Giáng sinh rất là lớn. Nhưng mà cô cũng không thấy là có cái kiểu dạng như là cây thông Noel xong rồi tặng tất đâu. Đó. Mà kiểu bây giờ thì cũng có, bởi vì là kiểu càng ngày càng phát triển ý, và kiểu người ta muốn có nhiều dịp để tặng quà hơn, thì bố mẹ cũng hay tặng quà con cái là như thế, nhưng mà nó cũng không phải là phổ biến lắm, đúng không? Rồi, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài số 2 nhé, với yêu cầu của bài số 2 như sau. Put the following jumbled up words and phrases to make questions about giving and receiving presents. Practice asking and answering the questions in pairs. Là chúng ta sẽ đặt những cái từ hoặc là những cái cụm từ mà đang bị sắp xếp rất là xáo trộn này để tạo thành một câu hỏi về cái việc là tặng quà và nhận quà. Và sau đó thì sẽ là thực hành hỏi và trả lời các câu hỏi theo cặp, đúng không? Vậy ở đây thứ nhất là chúng ta sẽ phải sắp xếp lại các câu hỏi, thứ hai là chúng ta sẽ phải trả lời luôn những cái câu hỏi đó, đúng không? Vậy cái câu hỏi này này, đầu tiên nếu mà là câu hỏi thì nó sẽ có từ để hỏi, đúng không? Đó, vậy thì chúng ta sẽ xác định cái từ để hỏi trước, và sau đó thì sẽ trả lời nhá. Với câu số này này, for who present do you buy often, thì chúng ta sẽ tìm thấy luôn cái từ để hỏi là gì nhỉ? Đầu tiên tìm từ để hỏi trong các câu giúp cô đã nhé. Từ để hỏi là who, đúng không? Ai này, hỏi người này. Tiếp theo câu số 2 thì chúng ta sẽ search được luôn từ để hỏi là what, đúng không? Còn câu số 3 thì chúng ta thấy là có search được luôn cái từ để hỏi đó là which, và cộng với danh từ which shop này. Với câu số 4 thì chúng ta chọn thấy ngay được cái câu hỏi đó là what, từ để hỏi what. Tiếp theo câu số 5 cũng có từ để hỏi là what này. Câu số 6 cũng có từ để hỏi là what. Và câu số 7, từ để hỏi là what, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại từ câu số 1 nhé. Với câu số 1, từ để hỏi là who này. Và sau đó, có từ để hỏi thì chúng ta sẽ có cái gì nữa nhỉ? Đó chính là động từ, đúng không? Trợ động từ vào đây. Who, do, chủ ngữ đâu? You, đúng không? Cộng với động từ, còn động từ nào nhỉ? Buy, đúng không? Buy, mua cái gì? Mua quà này. Và chúng ta còn cái often nữa, đúng không? Và often thì nó sẽ được thường đứng trước động từ. Vậy ở đây sẽ là who do you often buy? Buy gì? Buy present, đúng không? Tặng, mua quà cho. Present. Và còn cái for, còn giữ từ là for. Và câu số 1 sẽ là who do you often buy presents for? Câu này có nghĩa rằng là bạn thường mua quà cho ai? Vậy nếu để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào đây? Chúng ta sẽ có cái cách để trả lời, đúng không? Chúng ta sẽ trả lời rằng là I buy a present, I often buy present for, và sau đó cộng với cái đối tượng mà chúng ta mua quà cho, đúng không? Vậy đây, câu số 1 chúng ta sẽ trả lời rằng là I often buy present for, ví dụ như là cái này, cái sau cái for nhá, thì chúng ta sẽ có thể điền tùy ý. Ví dụ chúng ta thường mua quà cho mẹ thì chúng ta có thể nói rằng là I often buy present for my mother, đúng không?
Còn ví dụ như là thường mua quà cho bố thì sẽ for my father. Thường mua quà cho em trai, cho chị, cho em gái, my sister, đúng không? Hoặc là for my boyfriend, cho bạn trai. Đó, đây sẽ là cách để chúng ta trả lời cho câu số 1. Vậy câu số 2 chúng ta sẽ cùng xem là câu hỏi là gì nào. Present on by what do you occasions? À, nghĩa là vào cái dịp, vào các dịp đúng không? Thì vào dịp nào đúng không? Mua quà vào những dịp nào đúng không? On what occasions thì nó sẽ là như thế. Bởi vì đọc từng từ lên thì chúng ta cũng đã hiểu được cái ý nghĩa rồi này. Quà này, vào, mua, dịp. À vậy thì có lẽ chỉ là vào cái dịp nào thì sẽ mua quà. Vậy đây sẽ là on what occasions? Và sau đó cho động từ lên trước chuẩn ngữ do you. Và sau đó cộng với động từ đó là buy. Và mua cái gì? Mua present, mua quà đúng không? Buy present. Rồi ok, và đó sẽ là câu số 2. Vậy thì thường mua quà vào những dịp nào? Thực ra thì sẽ vào những cái dịp nếu mà bảo là vào dịp lễ đúng không? Đó, vào dịp lễ này. Nhưng mà dịp lễ thì nó rất là chung chung. Thì chúng ta sẽ thường có thể là liệt kê luôn là những cái dịp lễ đó là cái dịp lễ gì đúng không? Đó, câu số 2 thì chúng ta sẽ trả lời rằng là I often buy present. Và sau đó cộng với tên các ngày lễ đúng không nhỉ? Ví dụ như là on này, thứ nhất on birthday và ngày sinh nhật đúng không? On birthday. Vào ngày nào nữa? Vào ngày Vietnamese Women Day đúng không? Vào ngày phụ nữ Việt Nam này. Teacher Day đúng không? Vào ngày nhà giáo này, Teacher Day. Christmas đúng không? Christmas Day. Đó, liệt kê một vài những cái ngày lễ ra là được. Cái này thì không có những câu trả lời chính xác nhá. Và chúng ta chỉ cần biết rằng là chúng ta muốn thay cái dịp nào là được. Đó, những cái màu đỏ là những cái câu gợi ý. Còn cái màu xanh thì là cái cấu trúc cố định rồi. Tiếp theo câu số 3 này. Shopping for presents. Which shop you are do you usually when go to? Vậy ở đây sẽ biết ngay được là bạn sẽ thường mua đúng không? Ở cửa hàng nào mà bạn thường đến khi mà bạn mua quà, thường mua quà ở đâu khi mà chúng ta muốn mua quà, đúng không? Vậy đây, từ để hỏi vẫn sẽ là which. Và cô nghĩ rằng là cái chỗ trống này sẽ không đủ nên cô sẽ viết ra đây nhá. Từ để hỏi sẽ là which shop. Và sau đó sẽ là chỗ động từ do you, đúng không? Which shop do you? Và dùng với cái trạng từ chỉ đơn suất đó là usually. Và usually go to đúng không? Thường đến cái cửa hàng nào khi mà làm gì? Khi mà đi mua quà đúng không nhỉ? When you are shopping for present. When you are shopping for present. Vậy thì cái này cũng sẽ là tùy cho chúng ta đúng không? Chúng ta muốn trả lời như thế nào cũng được. Còn cách trả lời sẽ là I usually go to và sau đó cộng với cái địa điểm đúng không? Đó, vậy ví dụ như là I usually go to go to shop near my house, những cái cửa hàng gần nhà em đúng không? Near my house. Hoặc là thậm chí chúng ta có thể để cái tên cái cửa hàng đó luôn, ví dụ như là Hoa shop đúng không? Hoặc là chúng ta có thể là I usually go to the supermarket. Là I usually go to shopping center, đúng không? Thường đến trung tâm mua sắm. Đó, và nếu chúng ta còn muốn dài dòng hơn thì có thể là when I'm shopping for present, đúng không? Khi mà tôi muốn đi mua quà. Thì đấy sẽ là cách để chúng ta trả lời cho câu hỏi số 3 nhé. Vậy câu hỏi số 4 chúng ta sẽ cùng xem nào. The most present expensive what you have given. Vậy ở đây most expensive present đúng không? Là cái món quà nào đắt nhất mà bạn đã từng được tặng đúng không nhỉ? Vậy ở đây sẽ là what is the most expensive present you have given đúng không? Đó, cái món quà nào là cái món quà đắt nhất mà em đã được tặng. Vậy ở đây sẽ viết rằng là what
The most expensive present, the most expensive present, vẫn không thể đủ chỗ này, không thể đủ chỗ. You have given, đúng không? Đây, em được tặng cái món quà nào là món quà đắt nhất? Vậy ví dụ, cái này cô chỉ gợi ý thôi, đúng không? Nó sẽ có rất là nhiều. Vậy thì chúng ta sẽ có thể nói rằng là the most expensive present that I have given is the most expensive present. Cái món quà đắt nhất mà em đã được tặng là that I have given is. Vậy ví dụ nhá, is my laptop, đúng không? Thì là cái máy tính xách tay của em này. Hoặc là is my iPhone, cái điện thoại iPhone của em này, đúng không? Is my iPad, cái iPad của em này. Is my electronic bike, đúng không? Cái xe đạp điện của em này. Đó, một vài những cái như thế, đúng không? Còn nếu mà chúng ta thấy rằng là chúng ta có được tặng cái món quà nào đắt hơn này, là có món quà nào nó rẻ hơn những cái này, thì chúng ta cũng có thể liệt kê vào nhá. Rồi, còn cái màu xanh thì sẽ là cái cấu trúc để chúng ta trả lời. Còn cái màu đỏ là những cái câu gợi ý có thể là món quà đắt nhất. Rồi, tiếp theo câu số 5 này. Chúng ta có on present, what receive you occasion do. Và đây thì sẽ là A, nhận quà vào dịp nào, đúng không? Ở câu trên thì sẽ là tặng quà vào dịp nào, thì câu dưới sẽ là nhận quà vào dịp nào. Vậy câu 5 thì chúng ta có thể viết lại câu hỏi như sau. Vẫn sẽ là on what occasion, đúng không? Do you, cộng với động từ là receive, và nhận cái gì? Nhận quà. Receive present. Rồi, ok. Vậy thì chúng ta cũng có thể, ở trên chúng ta chỉ nói là ban present on, đúng không? Thế đây chúng ta có thể nói rằng là I often receive presents on, và sau đó cũng cộng với tên những cái dịp này, đúng không? Đó, thì đấy sẽ là cách để trả lời cho câu hỏi số 5 nhé. Và cô sẽ không gửi, cô sẽ không viết lại cái câu trả lời nữa. Với câu số 6 thì sao? Get what you normally do present. Và đây là thường nhận quà gì, đúng không? What, đây câu hỏi là what này, sẽ là what present do you normally get. Thì đây sẽ là câu hỏi cho câu số 6. What present do you, cộng với trạm từ thì đơn xuất là normally, thường được nhận, đúng không? Normally get, vậy thường được nhận quà gì? Thì chúng ta cũng sẽ, ở đây câu số 6 thì chúng ta có thể trả lời như sau. Cái cách trả lời nhá, đây là cô chỉ là gợi ý cái cách trả lời thôi. Còn cái món quà nào thì chúng ta sẽ tự thêm của chúng ta vào. I normally get, và sau đó cộng tên các món quà, đúng không? Ví dụ như là I normally get clothes, thường được nhận quần áo này, đúng không? Hoặc là shoes, giày này. Đó, hoặc là gì nhỉ? Sách, đúng không? Books. Gì nữa không? Hoặc là nhận money. Đó, một vài những cái như thế. Rồi, tiếp theo câu số 7. Receive whatever is the you have present best. À đây là cái món quà nào là cái món quà kiểu dạng là tốt nhất, món quà nào mà kiểu em thấy là ổn nhất mà em đã từng được nhận, đúng không? Vậy ở đây sẽ là what is the best present you have ever received, đúng không? Đây câu số 6, câu hỏi sẽ là what is the best present you have ever received. Thì đây sẽ là câu hỏi cho câu số 7. Vậy câu số 7 thì chúng ta có thể trả lời như sau đây. Như thế nào nhỉ? Chúng ta vẫn sẽ trả lời rằng là the best present I have ever received is, đúng không? Nó sẽ giống với câu trả lời cho câu số 4 thôi. Nhưng mà thay đổi một chút thì sẽ là the best present, cái món quà tốt nhất that I have ever received is, và sau đó là cộng với tên các món quà, đúng không? Chúng ta thấy món quà nào mà chúng ta cảm thấy rằng là cái đấy là cái tốt nhất thì chúng ta có thể điền vào đây, ví dụ như là is my laptop, đúng không? Đó, những cái món quà nào
liệt kê vào đây là được. Thì đó sẽ là cách để chúng ta trả lời cho câu hỏi ở số 7 cũng như là bài số 2 nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần văn hóa trang số 24. Bài văn hóa thì chỉ có một bài duy nhất thôi, với yêu cầu của bài văn hóa như sau. Read the two texts about the American and the Vietnamese ideas of success and answer the questions. Là chúng ta sẽ đọc hai đoạn văn về cái khái niệm thành công của người Mỹ và của người Việt Nam và sau đó sẽ trả lời các câu hỏi. Ở đây chúng ta sẽ có đoạn đầu tiên là success for the Americans, đúng không? Là thành công đối với người Mỹ là như thế nào? Còn đoạn thứ hai thì sẽ là success for the Vietnamese, là thành công đối với người Việt Nam là như thế nào? Thì ở đây chúng ta sẽ có, bên dưới thì sẽ là có các câu hỏi, đúng không? Và chúng ta sẽ cùng xem các câu hỏi nhé. Với câu hỏi đầu tiên này, what is the American ideas of success? Là cái quan điểm về thành công của người Mỹ là gì? Câu hỏi số 2, who can be considered a successful person in Vietnam? Và ai là người có thể được coi là thành công tại Việt Nam? Và câu hỏi số 3, what are the similarities or differences between the ideas of success in the two cultures? Là sự giống nhau, điểm giống nhau và điểm khác nhau trong quan điểm về thành công của hai quốc gia là gì? Vậy ở đây thì chúng ta vẫn sẽ phải đọc hết nhé. Rồi ok, chúng ta sẽ cùng đọc và cùng trả lời này. Success for the Americans, thành công đối với người Mỹ là như thế nào? The American ideas of success has not changed much over the several centuries of its existence. Và ở đây chúng ta có rằng là cái khái niệm thành công của người Mỹ thì không thay đổi nhiều nhiều qua hàng thế kỷ. First, success has always meant providing their family with a decent standard of living. Là đầu tiên, thành công thì luôn có ý nghĩa rằng là sẽ phải đem đến cho gia đình của mình một tiêu chuẩn sống tốt, một cái kiểu mức sống tốt. Tiếp theo này, second, as for career development, success means ending their careers in a higher and more prosperous position than when they began it. Và thứ hai là để nói về thành công trong sự phát triển về nghề nghiệp, phát triển về sự nghiệp, thì thành công có nghĩa là sẽ kết thúc cái sự nghiệp của mình ở một cái vị trí cao hơn và thịnh vượng hơn khi mà họ mới bắt đầu làm việc. To an American, it is clear that success is the result of hard work and self-reliance. Và đây, đối với người Mỹ thì thành công là kết quả của việc chăm chỉ làm việc và tự tin tự lực. Thì đó sẽ là về khái niệm thành công của người Mỹ. Vậy, để trả lời cho câu hỏi số 1 thì chúng ta sẽ trả lời như sau, đúng không? Đối với người Mỹ thì thành công có nghĩa là gì? Thứ nhất là cung cấp cho gia đình của mình một cái tiêu chuẩn sống tốt, đúng không? Và bên cạnh đó thì sẽ là gì? Là kết thúc sự nghiệp của mình ở một vị trí cao và đầy thịnh vượng hơn sau với cái khi mà họ bắt đầu, đúng không? Và thành công, đối với họ thì thành công là cái kết quả của việc chăm chỉ làm việc và không lệ thuộc và kiểu tự lực, đúng không? Thì đấy sẽ là về cái câu trả lời cho câu số 1. Và trong cái câu số 1 thì cô sẽ trả lời như sau. For Americans, đối với người Mỹ, đúng không? For Americans, thì thành công có nghĩa là gì? Success means, thì có nghĩa là, đầu tiên là providing their family, thứ nhất là cung cấp cho gia đình của họ, đúng không? Providing their family. Providing for their families with a decent standard of living. Standard of living. Và kết thúc sự nghiệp của mình ở một cái vị trí cao và phát triển thịnh vượng, đúng không? Ending their career. Ending their career in a higher. And more prosperous. Position than when they began it. When they began it. Thì bắt đầu này. Và thành công thì cũng được coi là cái kết quả của cái sự
làm việc chăm chỉ đúng không? Success is also the result of hard work. Thứ nhất là làm việc chăm chỉ. Hard work and self-reliance. Đó sẽ là câu trả lời cho câu số 1. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đọc về đoạn ở Việt Nam nhé. Chúng ta có success for the Vietnamese, thành công đối với người Việt Nam. For many people, the idea of success varies greatly. Là thành công, cái khái niệm về thành công thì sẽ khác nhau đối với mỗi người đúng không? Khác nhau rất là nhiều đối với mỗi người. Thì chúng ta sẽ có ở đây là kiểu varies là kiểu đa dạng. Rất là nhiều đúng không? Thì chúng ta có thể dịch là như thế. Khái niệm thành công thì nó sẽ đối với mỗi người thì sẽ là khác nhau. However, the Vietnamese share some common views about personal success. Tuy nhiên thì người Việt Nam cũng có một vài những cái quan điểm chung về thành công cá nhân. First, success always goes along with a high status job with good income. Đầu tiên là thành công thì luôn luôn đi kèm với cái một công việc có vị trí cao và có thu nhập tốt. Second, being respected at work also means success. Thứ hai thì được tôn trọng ở nơi làm việc thì cũng là thành công. To a Vietnamese, a successful person is someone with high status and is supported by all people involved in his job. Và đối với người Việt Nam thì một người thành công là một người mà có vị trí cao, có địa vị cao đúng không? Và được hỗ trợ, được ủng hộ. Được tất cả mọi người ủng hộ, hỗ trợ trong công việc. Thì đấy sẽ là về khái niệm thành công tại Việt Nam. Vậy khái niệm thành công ở Việt Nam thì đều liên quan tới công việc, đúng không? Vậy ở câu số 2 này này, ai thì được coi là một người thành công tại Việt Nam thì sẽ chính là cái này, đúng không? Chính là câu cuối. Là to a Vietnamese, a successful person is someone with high status and is supported by all people involved in his job. Đó. Và bên cạnh đấy, nhưng mà câu này thì nó vẫn hơi bị thiếu đúng không? Bởi vì còn có là good income này, đúng không? Đó, vậy thì câu số 2 thì chúng ta có thể viết lại bằng một cách như sau. For Vietnamese. Hoặc là to a Vietnamese. Đối với một người Việt Nam. Thì thành công đầu tiên là nó sẽ đi kèm với cái một cái đi kèm với công việc có địa vị cao cùng với thu nhập tốt đúng không? Cũng như là được tôn trọng hay là được support, được hỗ trợ trong công việc. Success go along with a high status job. With good income. Với thu nhập tốt này, with good income and respect at work. Hoặc là chúng ta có thể là chép cái câu cuối cùng ở đây. To Vietnam, a successful person is someone with high status and with good income and is supported by all people involved in his job. Cũng sẽ chính có thể là câu trả lời cho câu hỏi số 2 nhé. Vậy còn câu hỏi số 3, câu hỏi cuối cùng này, đó chính là điểm giống và điểm khác nhau cho quan điểm về thành công của hai quốc gia, đúng không? Về hai của hai nền văn hóa. Thì ở đây, cả người Mỹ và người Việt Nam thì đều tin rằng là thành công thì sẽ phải là kiếm được nhiều tiền, đúng không nhỉ? Bởi vì là ở Mỹ đây này, chúng ta sẽ có thể là cái prosperous này nó sẽ chính là thể hiện liên quan tới tiền bạc đây, đúng không? Và bên cạnh đó thì ở cả hai quốc gia thì người thành công, đúng không? Thì đều có địa vị cao trong công việc này. Tuy nhiên thì người Mỹ thì muốn kiểu không lệ thuộc vào người khác, còn trong khi đó thì người Việt Nam kiểu dạng là người Mỹ thì không muốn lệ thuộc vào người khác, hay là không kiểu dạng không quan tâm tới cái việc là người khác nghĩ gì về mình đấy, đúng không? Còn Việt Nam thì muốn là sẽ có được nhận được sự tôn trọng từ người khác, đúng không? Đó nghĩa là Việt Nam thì vẫn còn muốn là không phải chỉ riêng là bản thân mình, mà còn là muốn là ở người khác cũng sẽ phải là nghĩa là cái việc là thành công của mình nó vẫn có thể là liên quan tới người khác nữa, đúng không? Bởi vì nếu mà mình không nhận được cái sự ủng hộ, không nhận được cái sự support, không nhận được cái sự tôn trọng của người khác thì mình cũng gọi là không thành công cho lắm, đúng không? Còn người Mỹ thì rằng là người ta có tôn trọng mình hay không, người ta có ủng hộ mình hay không thì nó cũng không ảnh hưởng tới cái quan điểm thành công của họ. Đó, thì đấy sẽ là cái sự khác nhau nhá. Rồi, vậy thì câu số 3 thì chúng ta có thể trả lời như sau.
Đầu tiên để nói về sự giống nhau thì chúng ta có thể dùng là both and, both the Americans, both the Americans and Vietnamese believe that, thì đều tin rằng, đúng không? Believe that, cả người Mỹ và người Việt Nam thì đều tin rằng thành công thì là việc kiếm được nhiều tiền. Success is earning a lot of money. Và người thành công ở cả hai nền văn hóa thì đều như thế nào? Thì đều là người mà có địa vị cao trong công việc, đúng không? Successful people in both culture, ở cả hai nền văn hóa thì đều là người mà có địa vị cao trong công việc này. Both culture are expected to, thì đều có cái vị trí cao trong công việc này. Are expected to have high position in their career. To have high position in their career. Tuy nhiên, đúng không? However, thì cái however này là để nói về cái sự khác nhau này. The Americans rely on themselves. Thì người Mỹ thì kiểu dạng như là chỉ có liên quan tới mình thôi, chỉ phụ thuộc vào mình thôi. Rely on themselves. Trong khi người Việt Nam thì muốn là có nhận được sự tôn trọng từ người khác, đúng không? Why the Vietnamese people, hoặc là why the Vietnamese want to gain respect, muốn nhận được cái gì? Nhận được cái sự tôn trọng, want to gain respect from other people. Thì đó sẽ là cái cách để chúng ta trả lời cho câu hỏi số 3 nhé. Và câu hỏi số 3 trong phần văn hóa cũng là câu hỏi cuối cùng trong video ngày hôm nay. Cảm ơn chúng mình đã lắng nghe và hãy tiếp tục ủng hộ VietJack bằng việc theo dõi các video tiếp theo nhé. Goodbye! Khóa học VietJack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của VietJack.